Trong sáng nay, thời điểm trước 10 giờ sáng, ở khu vực Lai Châu cũng như là Điện Biên vẫn còn có mưa, trong khi ở khu vực Lào Cai, Yên Bái cũng như Sơn La, mưa giảm nhưng mây còn nhiều. Đến trưa vào chiều nay, Tây Bắc Bộ mưa giảm, trời chuyển nắng gián đoạn, nền nhiệt ngày hôm nay sẽ tăng lên mức 30-31 độ. Còn đối với khu vực phía Đông Bắc Bộ hiện đã dứt mưa và có nắng nhẹ, từ trưa vào chiều nắng mạnh hơn, mức nhiệt ngày hôm nay ở khu vực này sẽ dao động trong khoảng 31-33 độ. Ở miền Trung lúc này, dọc Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh trời vẫn còn khá là nhiều mây, nhiệt độ ngoài trời dao động trong khoảng từ 25-28 độ. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận trời đã có nắng và nhiệt độ hiện tại cũng nhỉnh hơn và duy trì ở mức 27-29 độ. Tuy nhiên, từ sau 9 giờ, ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trời chuyển nắng trở lại và mức nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực phía Bắc của miền Trung sẽ tăng lên ngưỡng 33-35 độ. Trong khi đó, khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt ngày hôm nay sẽ tăng lên 35-36 độ, trời nắng nóng. Còn ở các khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao 35-37 độ, trời nắng nóng diện rộng, một số nơi có nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam hoạt động yếu, vì thế trong chiều và tối nay ở khu vực phía Nam của Tây Nguyên cũng như là khu vực Nam Bộ vẫn còn có mưa rào và dông với diện mưa từ rải rác đến nhiều nơi, tuy nhiên cường độ mưa không lớn. Còn khoảng thời gian từ nay đến trước 15 giờ chiều, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì tình trạng nắng ráo. Cùng với đó là mức nhiệt vừa phải đặc trưng của Tây Nguyên là 29-32 độ và Nam Bộ duy trì mức nhiệt là 33-34 độ. Trên biển, ở khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang trong chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa thấp dưới 10 km. Ngoài khơi khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, kèm theo đó là mưa vài nơi. Khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, mưa vài nơi. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.